Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 26 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Tỉnh đoàn tổ chức chương trình hát quốc ca và biểu diễn dân vũ. Những đổi thay ở xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ. Ngành giáo dục Kim Động hưởng ứng chủ trương khai giảng năm học mới thiết thực ngắn gọn. Phong trào xã hội hóa các khu tập luyện thể thao ở thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động. Sáng nay, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng Cơ quan Hành chính Nhà nước 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2015 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đình Phú, Cao Văn Cường, Nguyễn Văn Cường, đồng chí Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các huyện thành phố trong tỉnh. 70 năm qua, kể từ ngày Văn phòng Cơ quan Hành chính Nhà nước được thành lập, trải qua các thời kỳ xây dựng trưởng thành, đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, chỉ tính riêng từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2015, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận xử lý và đề xuất giải quyết gần 80.000 văn bản đến, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu soạn thảo chỉnh sửa trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành trên 28.000 văn bản đi, giúp cho việc chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Ủy ban nhân dân tỉnh được kịp thời, thông suốt, đồng bộ, hiệu quả. Thực hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, văn phòng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu là nhịp cầu nối giúp Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác đối ngoại, góp phần tích cực để mạnh thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế. Sau gần 19 năm tái lập tỉnh, tỉnh Hưng Yên đã đón trên 1.400 đoàn khách quốc tế với trên 7.000 lượt khách. Với những thành tích đã đạt được, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Bí thư Tỉnh ủy đã trao huân chương lao động hạng nhì cho tập thể cán bộ công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Cũng nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Doãn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, trao kỷ niệm chương của Văn phòng Chính phủ cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Doãn Thế Cường đã lên trao tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho hai tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng Cơ quan Hành chính Nhà nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Doãn Thế Cường đã biểu dương ghi nhận những thành tích của đội ngũ cán bộ công chức viên chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, để làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tập thể đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong hệ thống văn phòng các cơ quan hành chính từ tỉnh đến huyện thành phố phải không ngừng đổi mới tư duy, tích cực học tập rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, phối hợp tổ chức các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân các cấp, bảo đảm các điều kiện vật chất kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp. Chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời với Ủy ban nhân dân xây dựng những cơ chế chính sách,
thực hiện những giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thường xuyên phối hợp với các sở ngành địa phương, các cơ quan tổ chức liên quan trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và triển khai các đề án, cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại. Nâng cao năng lực và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản, các ý kiến chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, kịp thời kiến nghị các giải pháp để phát huy những việc làm tốt, chấn chỉnh những việc làm chưa tốt, tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương mẫu đi đầu trong công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Sáng nay, tỉnh đoàn tổ chức chương trình hát quốc ca và biểu diễn dân vũ chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đến dự có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. 7 giờ sáng, tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, khoảng 600 đoàn viên thanh niên của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành đoàn Hưng Yên, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, Đoàn trường Đại học Chu Văn An, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên đã tề tựu đông đủ, trang nghiêm để tham gia các nội dung chào cờ, hát quốc ca, đồng diễn dân vũ hai bài Tôi yêu Việt Nam và Việt Nam ơi. Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được cùng với mọi người có mặt tại quảng trường Nguyễn Văn Linh để tham gia hoạt động chào mừng Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hoạt động này giúp chúng tôi có nhiều thêm hiểu biết về những dấu mốc lịch sử của dân tộc Việt Nam, mà chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều hoạt động như thế này được diễn ra để chúng tôi được học hỏi và trau dồi thêm kiến thức của mình về cái những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước cũng như con người Việt Nam ạ. Không chỉ tôi mà các đồng chí đoàn viên ở đây mà tất cả các người dân Việt Nam chúng ta trong nước và ngoài nước, cứ mỗi lần đến dịp này thì có cái gì đó sẽ rất là thiêng liêng từ trong trái tim mình. Đây là chương trình tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, khơi gợi và phát huy tinh thần Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đối với thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ Hưng Yên bày tỏ sự tri ân, niềm tự hào, lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, gia đình liệt sĩ. Mục đích của việc tổ chức này thì chúng tôi mong muốn là mang đến cho đoàn viên thanh niên với những hoạt động mà thiết thực ý nghĩa nhất để hướng về những ngày lễ lớn của dân tộc và của đất nước, đặc biệt là trong dịp mà chúng ta tiến hành kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đối với đoàn thanh niên thì hiện nay đã phát động trên địa bàn toàn tỉnh là thanh niên trong mỗi dịp mà tổ chức các hoạt động thì khi tổ chức hát quốc ca thì sẽ hát bằng lời ca tiếng hát chính từ trái tim của mình. Trước đây thì chúng ta hay dùng các băng đĩa nhạc mà có lời hát quốc ca, nhưng hiện nay thì chúng ta đã phát động là thanh niên đoàn viên thì sẽ hát bằng chính lời ca tiếng hát từ trái tim của mình đối với bài hát quốc ca đối với của dân tộc và đất nước. Vinh dự tự hào của tổ chức được mang tên Bác kính yêu, thế hệ trẻ Hưng Yên nguyện không ngừng nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức, xung kích tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực học tập, công tác, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sáng nay, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu năm 2015. Xác định hiến máu tình nguyện cứu người là một nghĩa cử cao đẹp trong nhiều năm qua, phong trào này được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh tích cực và làm khá tốt công tác tuyên truyền, vì thế đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2015 với chủ đề Tình người phố hiến đã có trên 700 người đăng ký tham gia hiến máu, gồm lực lượng quân sự, công an, bệnh viện, trường học và các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Trong ngày hội hiến máu Tình người phố hiến, ban tổ chức đã thu nhận được 363 đơn vị máu, góp phần hoàn thành mục tiêu 400 đơn vị máu đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, 85 năm đi theo Đảng, với tinh thần đoàn kết dũng cảm và kiên trung, Đảng bộ và nhân dân xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ đã lập nên những thành tích và chiến công vang dội. Với những thành tích đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ và nhân dân Nguyên Hòa đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mời quý vị và các bạn cùng về thăm Nguyên Hòa để thấy rõ hơn truyền thống cách mạng và những đổi thay của mảnh đất này. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tại khu vực cây Đa La Tiến, bia căm thù còn ghi lại sự tàn ác, dã man của thực dân Pháp đối với 1.145 chiến sĩ cách mạng, đồng chí, đồng bào yêu nước, trong đó có 125 người con của Nguyên Hòa.
Tôi cũng là người nghĩa là từng sống trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thì trước ngày nghĩa là thời chống Pháp thì nhân dân địa phương là vô cùng khổ sở, giặc Pháp là 3 lần nghĩa là càn dân xuống tàu và đốt hàng, nên là đời sống nhân dân là cực kỳ khổ, cơm không đủ ăn mà áo không đủ mặc. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng với tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, Nguyên Hòa đã có những đổi thay rất đáng trân trọng. Những trục đường giao thông, những công trình phúc lợi công cộng to đẹp khang trang, trạm bơm, bến phà và bến xe khách là những minh chứng sống động cho thành quả lao động miệt mài của người dân nơi đây. Để Nguyên Hòa có được diện mạo như hôm nay là do người dân đã biết đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội, sớm đưa Nguyên Hòa trở thành xã nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã 2010-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân đạt 13,5%, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 29 triệu đồng một người trên năm. 4 trên 4 làng duy trì và giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Nguyên Hòa là đơn vị sớm hoàn thành việc dồn thửa đổi ruộng của huyện Phù Cử. Đảng bộ và nhân dân xã Nguyên Hòa thì xác định một là phải chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Thứ hai là phải đầu tư xây dựng kiến thiết hạ tầng cơ sở, phấn đấu là đến năm 2017 là Nguyên Hòa sẽ hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Thứ ba là vừa phát triển kinh tế nhưng cũng phải xây dựng cái diện mạo của quê hương là đậm đà bản sắc dân tộc và giữ gìn cái phong tục tập quán của quê hương, và đặc biệt là nâng cấp và tu bổ một số các công trình tâm linh của quê hương. Tự hào về truyền thống quê hương, phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được, cán bộ và nhân dân Nguyên Hòa nguyện tiếp tục chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp văn minh, xứng đáng là một vùng quê có bề dày truyền thống cách mạng và văn hiến. Vừa qua, thành phố Hưng Yên, huyện Phù Cử và huyện Văn Lâm đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016. Trong năm học 2014-2015 tại thành phố Hưng Yên, các trường học tổ chức cho học sinh ký cam kết không có hành vi bạo lực trong và ngoài nhà trường, tiếp tục củng cố đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Toàn thành phố có 7 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có 286 học sinh đạt giải các cuộc thi cấp tỉnh, 31 em đạt giải cấp quốc gia, tăng 72 giải so với năm học trước, trở thành đơn vị đứng thứ hai toàn tỉnh về chất lượng học sinh giỏi. Đặc biệt trong cuộc thi đỉnh núi trí tuệ khu vực miền Bắc, đội tuyển trường Nguyễn Tất Thành của thành phố đã đoạt cúp vô địch. Hai tiết mục tham gia hội thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc đạt huy chương bạc và huy chương đồng. Hội nghị đã trao bằng khen, giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong năm học 2014-2015. Năm học 2014-2015, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của huyện Phù Cử từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, chất lượng đại trà ở một số môn học ở một vài trường còn thấp, cơ sở vật chất trang thiết bị đầu tư chưa kịp thời, hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng một số xã thị trấn chưa thực sự hiệu quả. Tại hội nghị, có nhiều cá nhân và tập thể của ngành được nhận cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện. Năm học vừa qua, ngành giáo dục huyện Văn Lâm đã triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Với những kết quả đã đạt được tại hội nghị, đã có nhiều tập thể cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015. Năm học 2015-2016, ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Lâm chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua và tích cực triển khai các cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động nhằm nâng cao hiệu quả và hoạt động giáo dục đào tạo trong các cơ sở giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2015-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo diễn ra ngày 12 tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành giáo dục thay đổi cách tổ chức khai giảng năm học mới, theo hướng chấm dứt tình trạng khai giảng hình thức, trả về đúng nghĩa là ngày hội cho các em. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Động đã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng chủ trương này. Có lẽ với hầu hết các học sinh,
ấn tượng về ngày khai giảng không phải là ngày hội đến trường, mà là sự mệt mỏi bởi chuỗi ngày tập diễu hành, nghi thức trước đó cả tuần, và phải ngồi dưới sân trường bê tông hoặc sân gạch nắng nóng để chờ đợi và nghe các bài phát biểu. Vào các năm học trước thì khai giảng rất là dài và lắng, thì các bạn thấy cảm thấy rất là khó chịu khi ngồi dưới nắng nhiều như thế. Nắng quá thì các bạn học sinh không, hay nói chuyện bàn tán thì không nghĩ nghe được phát biểu. Em vẫn nhớ là nhiều bài, các bài phát biểu thì cảm thấy rất là dài, mình nghe như thấy cũng là hơi chán, em không hiểu lắm. Không chỉ học sinh, chính các giáo viên cũng cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi thấy rằng nếu như khai giảng diễn ra dài như thế thì bản thân chúng tôi là giáo viên ngồi dưới, chúng tôi cũng còn cảm thấy mệt mỏi chứ chưa nói đến học sinh. Ngay như mình là người lớn mà dự một cái lễ khai giảng cứ phải tiếp nhận những cái văn bản rất là dài dòng, nào là báo cáo hoặc là phát động các phong trào thi đua này khác, mình còn cảm thấy mệt mỏi nữa là học sinh tiểu học. Cái sự tập trung chú ý của các cháu rất là hạn chế. Chính vì thế, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn vào ngày 18 tháng 8 yêu cầu các trường đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2015-2016 vào ngày 5 tháng 9 năm 2015 và tổ chức ngắn gọn, huyện Kim Động nói chung, ngành giáo dục của huyện nói riêng đã có những động thái hưởng ứng rất tích cực. Phó Giáo dục và Đào tạo đã triển khai và quán triển tới tất cả các trường học trên địa bàn huyện tổ chức lễ khai giảng năm học mới thật ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ và ý nghĩa, đặc biệt là tạo cái tâm lý thoải mái, phấn khởi của người của em học sinh bước vào năm học mới, đặc biệt là với các em học sinh. Tôi hoàn toàn nhất trí và đồng tình với chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu mà buổi lễ khai giảng ấy ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa thì sẽ tạo cho các cháu một cái sự phấn khởi đầu và bước vào đầu năm học, giảm bớt cái mệt mỏi của cháu. Vào thời điểm này của các năm học trước, các giáo viên trường tiểu học Hiệp Cường phải rất bận rộn với việc chuẩn bị các báo cáo, các bài phát biểu và hướng dẫn học sinh tập nghi thức cho ngày khai giảng. Năm học này, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các thầy cô đang bàn bạc xem sẽ đưa những trò chơi dân gian nào vào buổi lễ để các em học sinh lớp 1 sẽ có một buổi gặp gỡ vui vẻ, một ấn tượng đẹp trong ngày khai trường. Và điều đáng nói là những trò chơi dân gian hay những tiết mục văn nghệ đều đã trở thành quen thuộc với các em học sinh của nhà trường nên sẽ không mất nhiều công sức luyện tập. Buổi đầu tiên được dự một cái lễ khai giảng rất là trang trọng như thế mà lại phải tiếp nhận những cái văn bản rất là dài thì sẽ gây cho các cháu cái sự mệt mỏi. Thế mà vậy thì thay bằng cái việc đấy, các cháu được xem những cái chương trình văn nghệ hoặc là những cái trò chơi dân gian thì tôi nghĩ các cháu sẽ thích thú hơn. Còn trường Trung học cơ sở Ngọc Thanh, nhà trường cũng đang gấp rút hoàn thiện việc sửa sang sân trường để buổi lễ khai giảng diễn ra thuận lợi nhất. Nhà trường cũng đã có cái phương án chuẩn bị là cả phần lễ và phần hội gói gọn trong vòng khoảng 1 tiếng trở lại để ngắn gọn nhưng đảm bảo đúng với cái nội dung quy định. Với tinh thần và cuộc tích cực của cán bộ giáo viên của tất cả các ngành học, bậc học, đặc biệt lại có sự đồng thuận cao của các bậc phụ huynh, hy vọng ngày khai giảng năm học 2015-2016 ở huyện Kim Động sẽ thực sự là một ngày vui mở đầu cho một năm học mới. Tiếp theo là các tin về văn hóa thể thao. Tối ngày 25 tháng 8, huyện Khoái Châu tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đêm giao lưu văn nghệ có sự góp mặt của hơn 100 ca sĩ diễn viên đến từ các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống của huyện Khoái Châu, câu lạc bộ nghệ thuật Thăng Long Hà Nội, câu lạc bộ văn hóa cựu chiến binh, thương binh Hà Nội, Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam. Trong không khí vui tươi phấn khởi, các câu lạc bộ và các diễn viên đã trình diễn 18 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ở các thể loại như chèo, trầu văn, chống quân, sẩm ca mới. Nhìn chung, các tiết mục trong đêm giao lưu đều tập trung vào các chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đổi mới và tình yêu với biển đảo Tổ quốc. Một số tiết mục được tập luyện và dàn dựng công phu đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả như hát chèo Mùa thu nhớ Bác, ca khúc Tổ quốc gọi tên mình của câu lạc bộ truyền thống huyện Khoái Châu, tiết mục hát chống quân Quê tôi có Dạ Trạch Vương của học sinh xã Dạ Trạch, hát sẩm nhớ quê của câu lạc bộ nghệ thuật Thăng Long. Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện các môn thể thao, từ năm 2010 đến nay,
nhân dân thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động đã tự nguyện ủng hộ hàng trăm triệu đồng và nhiều ngày công lao động để xây dựng nhà tập luyện cầu lông và sân bóng chuyển hơi. Năm 2010, nhân dân trong thôn cùng với các doanh nghiệp, những nhà hảo tâm trên địa bàn đã ủng hộ 240 triệu đồng để thôn xây dựng nhà tập luyện cầu lông. Nhà tập luyện rộng trên 100 mét vuông, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như hệ thống chiếu sáng, ghế ngồi. Năm 2013, thôn Ngọc Đồng tiếp tục vận động nhân dân ủng hộ được trên 100 triệu đồng và hàng trăm ngày công san mặt bằng, đổ bê tông để làm hai sân chơi bóng chuyền hơi tại khu trung tâm văn hóa thể thao của thôn. Từ khi nhà tập luyện cầu lông và sân bóng chuyền của thôn được đưa vào sử dụng, phong trào thể dục thể thao của thôn Ngọc Đồng phát triển mạnh mẽ. Trung bình hàng ngày có khoảng 100 người là hội viên, hội người cao tuổi, cựu chiến binh, phụ nữ, thanh thiếu niên thường xuyên tham gia luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai, thứ năm ngày 27 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, cùng với các tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang thiếu nhiều phòng học cho cấp học mầm non. Gương hai mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.